chào quý vị và các bạn, Tuấn Thành đã có mặt tại phân xưởng sửa chữa Vinh Tân 4. Và ngày hôm nay trong chương trình gương điển hình EPS tháng 2 năm 2020, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với gương điển hình cán bộ là anh Lê Trung Kiên, quản đốc phân xưởng sửa chữa Vinh Tân 4 và bạn Bùi Ngọc Vương của phòng kỹ thuật an toàn hiện đang tham gia vào công trình trung tu tổ máy F1 nhà máy điện Vinh Tân 4. Cho anh hỏi thêm là về vấn đề nhân lực và cái công cụ dụng cụ hiện nay là mình có khó khăn gì không? Đối với nhân sự trung tu thì phân xưởng đã lập cái kế hoạch để điều động. Thì đến thời điểm hiện tại là đã điều động đủ theo số lượng của các công trình liên quan về các cái phần trung tu. Ban lãnh đạo cũng rất là trân trọng cái công tác của anh em trong thời gian vừa qua. Cũng mong rằng trong thời gian sắp tới mình cũng phát huy cái việc này để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ kỳ này trung tu cái tổ máy F1. Chào Dũng, chào các anh em ạ. Ngày hôm nay thì trong buổi thăm hỏi và động viên các anh em đang tham gia công trình trung tu F1 kết hợp FAC tại nhà máy điện Vinh Tân 4. Thì ban lãnh đạo công ty cũng như là ban truyền thông công ty cũng đã chuẩn bị một phần quà để dành tặng cho gương hình cán bộ là anh Lê Trung Kiên, quản đốc của phần xưởng sửa chữa Vinh Tân 4 ạ. Và xin phép được mời anh Lê Trung Kiên ạ. Chắc tôi cũng đại diện lãnh đạo cũng rất vinh dự là người mà được trao cái phần thưởng cho anh Kiên ở trong cái kỳ này. Trong thời gian công tác thì anh Kiên, thời gian qua là anh Kiên có những cái thành tích rất là nổi bật, nhất là cái một người quản lốc mà quản lý cái công trường về cái trung tu của cái tổ máy S2 vừa qua mà thành công. Và cái thứ hai nữa là một cái người quản lý cái phân xưởng Vinh Tân 4 là phân xưởng non trẻ của công ty nhưng mà đã hoàn thành được cái nhiệm vụ. Và cái điều thứ ba là anh Kiên cũng rất năng nổ trong cái công tác về vấn đề đào tạo năng lực của các anh em ở dưới. Và một cái vấn đề nữa rất đặc biệt đem lại cái luồng lợi nhuận của công ty là cái người đầu mối để mà phát triển công tác dịch vụ sửa chữa trong cái công tác mà sản xuất khác của ở khu vực Vinh Tân 4. Và cũng mong trong thời gian tới là anh Kiên cũng là một cái chuyên gia đầu đàn về vấn đề cân bằng động thì anh Kiên sẽ phát triển hơn nữa về cái lĩnh vực này và là một trong những cái lĩnh vực mũi nhọn của công ty OBS mà là của tổng công ty. Và phát huy cái thành tích đã đạt được thì anh cũng mong rằng anh cũng cố gắng mà thực hiện cái nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt cái trách trọng trách là một cái người mà quản lý cái nhà máy nhiệt điện than có công suất lớn nhất để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của tập đoàn và của tổng công ty và của công ty giao. Xin trao cái phần thưởng này. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời sâu sắc đến ban lãnh đạo công ty và đến tất cả các đơn vị liên quan mà có hỗ trợ cho phân xưởng trong cái công trình trung tu kết hợp FAC cho cái tổ máy F2 vừa qua. Thì để có cái thành công này thì một mình cá nhân em chỉ là một trong những cái đóng góp rất là nhỏ thôi. Còn lại thì như có những cái sự mà đóng góp thầm lặng mà rất là to lớn phía sau lưng em, đó là các cái đồng nghiệp của em tại phân xưởng Vinh Tân 4, cũng nhờ các anh em có nhiệt huyết, có rất là tâm huyết và luôn luôn là cố gắng phấn đấu cùng với phân xưởng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Song song đó thì cũng được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo công ty cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị bạn, của các phòng và các phân xưởng ở trong công ty IPS thì em mới có kết quả này. Thì em rất là trân trọng đến cảm ơn đến tất cả các anh em đồng nghiệp của công ty IPS đã hỗ trợ cho cá nhân em và phân xưởng Vinh Tân 4 hoàn thành tốt các công việc trong thời gian qua.